Nga đẩy lùi đợt phản công ở Luhan, ông Putin tiết lộ về Tổng tư lệnh Ukraine. Quân đội Nga đã đẩy lùi các đợt phản công của Ukraine tại vùng Luhan. Ông Putin cho rằng Tổng tư lệnh quân đội Ukraine đang ở nước ngoài. Theo Avia, trong ngày 18 tháng 6, quân đội Nga cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng một lượng lớn xe bọc thép chở quân nhằm chọc thủng phòng tuyến Nga tại tuyến đường nối Svatovo với Kremina ở vùng Luhan. Tuy vậy, toàn bộ đợt tiến công này đã bị Nga đẩy lùi. Các chuyên gia quân sự nhận định, nếu Ukraine kiểm soát được tuyến đường trên vào thành phố Kremina thì vị thế của Nga tại Luhan sẽ bị ảnh hưởng lớn. Kremina vốn chỉ cách hai thành phố lớn ở Luhan là Lysychansk và Sievierodonetsk khoảng 20 km. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về những tổn thất mà Ukraine phải chịu trong vòng 24 giờ qua. Theo đó, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 380 binh sĩ, 35 xe tăng, 33 xe chiến đấu bộ binh và 38 xe bọc thép của đối thủ. Ngoài ra, lực lượng phòng không của Nga đã đánh chặn thành công một tên lửa hành trình Storm Shadow và hai tên lửa của tổ hợp HIMARS. Bên cạnh đó, một radar phản pháo ANTPQ-50 của Ukraine cũng bị bắn nổ ở khu vực Donetsk. Tổng thống Putin tiết lộ về Tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Theo tác trong ngày 18 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzny nhiều khả năng đang ở nước ngoài. Tôi nghĩ là tôi biết, tôi cho rằng ông ấy đang ở nước ngoài. Nhưng cũng có thể là tôi đã nhầm, ông Putin nói khi nhận được câu hỏi về ông Zaluzhny. Tình trạng của ông Zaluzhny bắt đầu được truyền thông đồn đoán từ tháng 5 khi ông bỏ lỡ cuộc họp khẩn cấp của NATO. Chính quyền Ukraine khi ấy giải thích rằng ông Zaluzhny không thể tham dự cuộc họp do tình hình hoạt động phức tạp trong thời gian xung đột. Vào tháng trước, hãng tin RIA Novosti cho rằng ông Zaluzhny đã bị thương nặng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga gần thành phố Kherson. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Ukraine đã phủ nhận thông tin trên, đồng thời công bố những bức ảnh ông Zaluzny tham dự buổi lễ duyệt binh ở Kiev trong tháng 6.